Bồ Tát có biện pháp nghe mà không nghe, không nghe mà nghe. Bởi thì Bồ Tát hiểu những lời Phật dạy. Hiểu những lời Phật dạy là nói Bồ Tát cũng có mấy phần quay về tự tánh, tương ứng với tánh đức. Họ có thể hiểu, nghe là hiểu. Phàm phu không như thế, tập khí phiền não quá nặng, chướng ngại quá lớn. Nói thế nào, nghe thế nào cũng không được. Chỉ có một cách, người này thật sự có phước báo. Tại sao lại nói đại phước báo? Họ có duyên trường thời quân tu, nghĩa là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Sức mạnh đó rất lớn, quân tập mỗi ngày, đem tất cả những thiện căn đời trước của họ hung đúc thành thiện căn sâu nặng. Đời này họ sẽ thành tựu. Duyên đó nếu đủ, không ai có thể ngăn trở. Duyên của họ có thể không gián đoạn. Nếu có rất nhiều chuyện đến với họ, họ đành bó tay. Duyên đã mất, khi có khi không. 10 năm không bằng người ta 1 tháng. Nhân duyên rất quan trọng. Duyên tốt nhất là đóng cửa, đoạn tuyệt với tất cả những gì bên ngoài. Nhất tâm niệm Phật, đọc kinh. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến, ông biểu diễn cho chúng ta thấy rất thành công. Ông đóng cửa 3 năm, mong 3 năm sẽ chứng được giảng sinh. 2 năm 10 tháng, thiếu 3 tháng, đầy 2 năm. Ông biết trước giờ mất và ra đi. 30 tuổi mới xuất đầu. Ông muốn chứng minh một vấn đề. Ông nghe tôi giảng kinh. Có lần tôi nói đến những người trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và giảng sinh truyện. Quý vị xem, hầu như đa số đều niệm Phật 3 năm là giảng sanh. Ngày trước ở Đài Loan có một pháp sư tên Đức Dung, những người này đều đã mất, khoảng bằng tuổi tôi. Hỏi tôi về việc này, thầy đó nói có phải tuổi thọ của những người niệm Phật trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã đến rồi chăng? Nghe những lời đó tôi trả lời không chắc gì, vấn đề này không logic. Làm gì có lượng người đông như thế tuổi thọ đều còn 3 năm? Tôi nói không chắc đâu. Là thế nào? 3 năm công phu đã thành thục vẫn còn thọ mạng, nhưng họ không muốn. Vì thế nên giảng sanh. Phàm công phu đạt đến trình độ đó, có người nào không giảng sanh? Có thể họ muốn hoằng pháp lợi sinh nên đã ở lại. Nếu có pháp duyên họ liền đi. Đây là chuyện bình thường. Có pháp duyên chưa thể đi, tại sao đem thêm nhiều người đi? Đây là bản nguyện Di Đà. Có thể đem bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Không còn pháp duyên thì sao? Không còn pháp duyên lập tức đi ngay, 1 ngày cũng không ở. Nên hiểu theo cách đó. Bởi thì Hoàng Trung Sương khi nghe lời pháp này, ông thử nghiệm. Tôi thử xem nếu 3 năm thật sự thành công, không cần sống nữa, tôi sẽ đi. Thật sự thành công. Nam mô A Di Đà.
No.